những các vị đã đồng hành tại nhà cùng với mình đó và chúc xin cho đạo xin được cảm ơn rất là nhiều nha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em nói về nhân vật của em cho mọi người đậm chất dân tộc. Bậy bạ chiều giỡn á mọi em người. Em giỡn thôi tại vì bây giờ không có thể tiết lộ được bởi vì cái phim rồi mới bây giờ tiết lộ một chi tiết giáp á. Tiết lộ một chi tiết á là nó bị không có hay một phim nữa. Tất cả mọi người mình muốn biết cái phim rồi như thế nào thì đến rạp để mua vé nhanh nhất có thể. Bởi vì phim quá nhiều cảm xúc, xem mà mình cảm thấy vừa hồi hộp mà xem xong thực sự mấy anh chị nghệ sĩ cũng khóc luôn á. Bởi vì cảm thấy bộ phim thứ nhất là mình coi mình cảm thấy rất là gần gũi và không biết sao nữa, mình thấy nó chạm đến trái tim của mình lắm và mình coi mình cảm nhận được cái sự cực của cả một ekip làm phim và cảm thấy đây là một bộ phim rất là tâm huyết, cho nên hy vọng là quý vị khán giả có thể dành thời gian ra rạp để mua vé xem phim Ròm. Rất là đáng giống như đáng để xem. Anh Kiều Tuấn anh coi xong thì nói là anh sẽ ra mua 5-6 lần để coi lại nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Dĩ Nhi cũng vậy nữa. Mọi người hãy để ý. Tại vì đây là một bộ phim hay ý nghĩa, mình coi mà mình có cảm xúc rất là mạnh. Em biết là phim đó có quay ở dưới chợ Cầu Muối không, mà em coi á em cảm thấy rất là giống chợ Cầu Muối ngày xưa, mà ở chợ Cầu Muối thì em thấy trong những cái con hẻm đó. Đúng rồi. Nó thật sự luôn là ngày xưa khi mà em ở chợ Cầu Muối cũng thấy những cái cảnh mà mọi người chạy vé số chạy vé vào buổi chiều như vậy thì coi. Tuổi thơ lại ùa về em mà. Tuổi thơ ùa về không. Nhưng mà ấn tượng nhất là cái cảnh nào mọi người thấy? Anh Tuấn nói trước. Cũng ấn tượng với cái cảnh mà hai nhân vật nam chính á đánh nhau giành giật để mà đi ghi số đề á, cảm giác cái về cái kỹ thuật á ấn nó sao ta, nó thật đến nỗi mà mỗi động tác mỗi thế đánh của hai nhân vật á là mình vừa sợ mà mình kiểu cảm giác mà mình bị đau á, mình thấy thương cái hai nhân vật luôn á, lần đầu tiên thấy mà không muốn ai thắng hết á, mà thật sự là rất có cảm xúc với cái cảnh đó. Đánh còn Hải Triều thì thích những cái gì bùng nổ á, cho nên Hải Triều rất là thích cái cảnh cháy đốt nhà. Bởi vì Hải Triều thì cũng có quay ở tại bối cảnh đó, thì bối cảnh đó là một cái chung cư cũ của Thanh Đa, và lúc mà bước vô đó thì cái cảnh đó không có là một cái gì á, giống như một cái sườn không vậy đó, còn tất cả những cái gì mà nhà của bà cô giáo già nè, tất cả mọi thứ là đều là thiết kế gươm về ở đâu không biết nữa, gươm về thành những cái nhà như vậy. Đúng rồi. Rồi xong sau khi cháy là không hoàn toàn không dùng một chút kỹ xảo những cái phần cháy đằng sau, mà ấy là tất cả diễn viên phải chịu cái sức nóng, giống như cùng một cái đầu ngọn lửa phải chịu sức nóng chạy ra. Đúng rồi. Đúng thật luôn. Thì cái cảnh của Hải Triều thì cũng có cái cảnh đốt sau đó là phải bịt mặt nạ chống độc á. Chứ tại vì đốt thì là phải vỏ xe nè, phải tất cả mọi thứ luôn, cái cảnh đốt rất là hoành tráng, thấy giống như là khi mình đốt luôn một cái á, giống như mình là người dân mình thấy mình cũng bị cuốn tại, theo cái tâm lý đó nữa, nó quá là khủng một cái ha, là mọi người phải tán ra hết, không phải là nếu mọi người không chạy là không có bảo hiểm an toàn gì hết, là cháy, ai không chạy là cháy, tại vì phải quay sự thật như vậy, cho nên cái một chung cư có hẹp lắm mà nó đốt một cái là sáng nhất đêm đó, thì đúng sáng nhất đêm đó thật sự rất là cần. Mọi người nhớ tới coi ra là coi phim rồi phải nghe. Phải xem một bộ phim rất là phải mà xem. Ý là Hải Triều có đóng trong phim đó thì từ cái lúc mà quay cho đến lúc cô hoàn chỉnh bây giờ thì mình thấy là có bị cắt nhiều phân đoạn không? Em xin giấu cho riêng em biết. Cứ mọi người hãy ra đạp nhớ nha, ủng hộ phim Ròm nha. Đó, cố lên nha. Yeah. Phải những cụm đạp CGV. Giám đốc CGV mới. Cảm ơn mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Chị ơi, đi nè chị. Bữa nào cô không phải ghé nha. Chơi được. Con có phải chạy không? Bây giờ con chắc tách bài nằm đi. Chạy đi. Em có đi xuống cũng bằng nhà.